Câu chuyện trong nhà tắm. Chào mừng quý bạn đã quay trở lại với hoạt hình Buba. Trời, ai mà đẹp trai vậy ta? Này, ông bạn tập trung vào diễn hộ tôi cái, liền tha liền thiên. Cái thùng này dám chiêu ta sao? Được rồi, mì sẽ biết tay ông. Sao cái bàn chải đánh răng gì mà nó lại to thế nhỉ? Âm thanh khá thú vị đấy chứ. Ôi, nhà tắm giờ biến thành sân khấu rồi. Buba có vẻ rất hãnh diện vì điều này. Khát quá, làm tí nước. Ôi, nó là xà phòng sao? Buba trả thù, nho này chắc chắn là sẽ rất ngon. Ủa, ai lấy của tôi rồi? Mất cả đĩa luôn sao? Trả lại nho cho tôi mau. Thì ra mi chính là thủ phạm. Được lắm, hãy xem ta trả thù đây.